Hello, em mình xin mến chào các bạn. Hôm nay là em mình sẽ vẽ cái hoa màu vàng cho cô khách này nha. Cái màu vàng em mình sơn cho cổ luôn, em mình sơn cái hiệu này. Perfect Sun mà. Cái số nó là 012 luôn, chứ nó không có cái tên nha các bạn. Nhiều khi các bạn hỏi em mình đó, em mình không có cái tên để cho các bạn. Không biết sao cái loại này nó không có ghi cái tên, cái name cho cái chai nữa. Rồi bây giờ em mình sẽ dùng cây cọ vẽ lai nè. Em mình lấy cây cọ vẽ lai ra. Em mình bỏ vô cái chai sơn treo nha. Rồi bây giờ em mình sẽ vẽ cái hoa cho cô khách này. Rồi bây giờ em mình sẽ vẽ cái hoa nằm ngay bên hông tay nha. Vẽ cánh hoa nó tròn ra nè. Mình vẽ từng cánh nha. Rồi em mình đi xong rồi em mình tô lại nha các bạn một cánh nè. Ở đây là mình sẽ vẽ một cái cánh nhỏ nhỏ nha. Rồi, đến đây mình vẽ một cánh ở đây nha. Rồi, đây mình nhét một miếng cánh hoa nhỏ nhỏ ra đây. Sát bên hông nữa mình thêm cánh nữa cũng được các bạn. Rồi. Rồi đây mình đã xong nha, một cái hoa bên này. Rồi bây giờ ngón trên đây để mình sẽ vẽ cái hoa nó nằm ở đây. Vì cái mẫu cô khách đưa cho em đó các bạn là nó sẽ có, nó có bốn cái hoa, là bốn ngón nó nằm ở bốn cái vị trí khác nhau chứ không phải giống nhau nha. Chiên thêm một cánh nhỏ nhỏ ở đây nữa nè. Rồi lại mình đã xong nha các bạn. Hai có hai bên đây rồi, bây giờ em mình sẽ cho hai nha. Rồi bây giờ tới tay bên đây. Tay bên đây thì em mình sẽ đi cánh hoa từ góc này nha, ngó này em mình đi cánh hoa góc này. Mì bầu cho nó hay tròn tròn ở cánh tí, tròn hay dài là do mình thôi các bạn. Sau khi bầu xong rồi là mình sẽ tô cánh hoa lại. Rồi đây mình xin cánh đây đó. Cái móng tay của khách mà bự mà dài á thì sẽ có cái diện tích mình vẽ cho nó bự hơn. Còn đây mình sẽ vẽ thêm mấy cánh nhỏ ăn theo cái này nè. Rồi kế đến bây giờ mình sẽ vẽ góc này nha. Mình sẽ vẽ cánh cho nó tròn ra nè. Rồi đây một cánh nè các bạn, thấy cái màu treo màu vàng này rất là đẹp. Các bạn cứ vẽ đi, các bạn tô cái cánh sang. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ đây, mình nhét cái miếng nhỏ ở đây thôi. Và nếu các bạn không nhét cánh nhỏ này các bạn để trống cũng được không sao. Rồi bây giờ em mình sẽ cho hơi nha. Rồi em mình đã xong rồi nè các bạn, xong hai cái hoa rồi. Bây giờ em mình sẽ dùng cái treo đặc màu đen này nha. Để em mình muốn dùng cái treo đặc cho cái chấm nó cộm nó to lên đó, em mình sẽ lấy cái treo đặc em mình chấm những cái chấm đen đây. Rồi em mình bỏ những cái chấm đen vô đây nha. Mình sẽ trộn cái treo đặc này lên để trên mặt nó hơi nước đó. Rồi
Rồi. Bên đây cũng vậy, em được chấm những cái chấm đen vô đây nè. Thì các bạn thấy em mày vẽ nó thưa ra là em mày cố ý để cái khoảng trống này cho nó bự đó. Để mày chấm cái chấm đen vô. Rồi các bạn thấy em mày đã xong rồi đây. Rất là đơn giản. Bây giờ em mày sẽ lấy một ít màu vàng ha. Em mày chấm vài cái chấm vàng vô. Nhầm nhầm cái hoa nè. Rồi bên đây cũng vậy. Rồi các bạn thấy là mình đã xong hai ngón nè, cực kỳ đơn giản luôn nha, cũng rất là đẹp các bạn. Rồi cái mẫu cô khách đem lại nó giống như vậy nè, nó cũng không phải là hướng dương quá. Rồi bây giờ em mình chơi hơi bên đây. Giờ qua bên đây cũng vậy, em mình sẵn có màu vàng, em mình chấm luôn những cái chấm vàng nha. Em mình chấm cũng ít thôi, mình không cần chấm hết những cái khoảng trống này các bạn. Đây. Các bạn thấy bốn cái hoa nằm ở bốn góc khác nhau nhưng mà nó cũng có cái vẻ đẹp riêng ha. Rồi sau khi chấm vàng xong em mình cũng sẽ chấm cái gel đặc ngay giữa màu đen. Đó, các bạn thấy khi mà mình chấm cái gel đặc lên á thì cái hộp đen nó cộm lên, nó dày lên hơn mình chấm cái màu gel thường. Còn các bạn không chấm gel đặc, các bạn chấm gel thường cũng được, chấm màu keo cũng được. Hoặc là các bạn muốn chấm màu đen thường cũng được ha, bỏ kim tuyến gì tùy các bạn. Đó, các bạn thấy là cái khoảng trống này rất là to. Em mày cố tình chờ khoảng trống to để em mày chấm được nhiều cái chấm đen vô đây. Cho nó nổi lên chứ không gì, nó nổi cái màu vàng lên. Rồi, đó là các bạn thấy em mày đã xong bốn ngón giỏ hoa cho cô khách rồi. Dạ các bạn coi em mày sẽ để hai cái thằng tay vô nè, các bạn thấy bốn ngón vẽ nè. Đây rất là đẹp luôn. À, mỗi một ngón là một cái mẫu khác nhau nha các bạn, nó cũng là hoa nhưng mà nó xoay chuyển vị trí khác nhau. Bây giờ em mình sẽ cho hơi tay bên đây. Cái bước cuối cùng là em mình sẽ bỏ treo lên nha các bạn. Bỏ tháp treo lên á. Hay mình còn gọi là bỏ nước bấm lên. À giờ em mình sẽ bỏ lên hai ngón dĩa hoa nè. Các bạn biết cái mùa hè năm nay á, rất là nhiều cô khách dùng luôn cái màu sơn để vẽ hoa hoặc là vẽ bất cứ mẫu vẽ gì cho nó hợp tông. Rồi các bạn thấy treo lên là nó bóng luôn, cái móng nó rất là đẹp luôn. Hôm nay là em đi chia sẻ các bạn cách mà vẽ hoa bằng màu treo, mình dùng cái cỏ vẽ lai để mình vẽ. Bây giờ em đi kết thúc cái video này tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ em đi nha các bạn. Em đi thân ái chào các bạn.